This Week tuần này sẽ đưa các bạn đến thời điểm xuân phân, thời điểm bắt đầu của mùa xuân. Chúng ta có thể cảm nhận được là chúng ta đang đi vòng quanh mặt trời về các mùa đông, xuân, hạ, thu và rồi lại đến mùa đông. Quay quanh trục của nó, trái đất đối diện với mặt trời theo nhiều góc độ khác nhau. Khi trái đất ở vào vị trí này, giữa trưa, mặt trời thẳng đứng ở nam bán cầu. Ngay bên dưới, đó là mùa hạ. Còn lúc đó, hầu như là cả ngày, mặt bán cầu ở trong bóng tối, đó là mùa đông. Rồi khi trái đất di chuyển theo quỹ đạo của nó, đường thẳng theo chỗ mặt trời chiếu thẳng xuống đúng vào đường xích đạo. Ban ngày là khi mặt trời thẳng đứng ngay bên trên đường xích đạo, lúc đó là điểm phân mùa. Mặt trời chiếu đều giữa hai phía Bắc và Nam. Đối với Bắc bán cầu, đó là lúc mùa xuân bắt đầu. Khi trái đất tiếp tục di chuyển theo quỹ đạo của nó, những tia nắng của mặt trời chiếu xa hơn về phía Bắc, và đó là vào tháng 6 hay tháng 7, thì Bắc bán cầu tiếp cận nhiều nhất với mặt trời, và những tia nắng đến với chúng ta nóng hơn nhiều, đó là mùa hạ. Khi chúng ta tiếp tục hành trình, mặt trời sẽ chuyển theo hướng trở về với đường xích đạo và băng ngang qua đó vào ngày 23 tháng 12, chính là điểm thu phân. Nó trở về bên dưới đường xích đạo và mùa đông đang đến.